Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Honda HR-V, một mẫu xe gầm cao cỡ B được nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu xe này là nhập Thái. Hôm nay là những ngày đầu tháng 10 thì em xin phép cập nhật cho anh em về chính sách bán hàng của từng phiên bản Honda HR-V. Để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này, anh em xem video để có những thông tin và cơ sở. Từ đó anh em đưa ra quyết định lựa chọn mua xe cho phù hợp và mời anh em cùng xem chi tiết. Mẫu xe Honda HR-V được nhà máy phân phối trước đây là 3 phiên bản nhưng thời điểm này chỉ có 2 phiên bản thôi, đó là HR-V bản G và HR-V bản RS. Trong 2 phiên bản này thì anh em quan tâm nhiều nhất đó là HR-V bản G. Với tầm tiền khoảng 650 triệu cho một mẫu xe gầm cao cỡ B với trang bị vượt trội hơn trong phân khúc, đó là được trang bị đầy đủ những tính năng an toàn chủ động Honda Sensing. Trên thị trường, Honda HR-V cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như là chiếc Hyundai Creta, Kia Santos, Peugeot 2008. Ba mẫu xe này là xe lắp ráp, hiện tại đang được ưu đãi là hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Và các mẫu xe nhập khẩu, đó là chiếc Mitsubishi X-Force, chiếc Toyota Yaris Cross, chiếc Mazda CX-30, chiếc Toyota Corolla Cross. Các mẫu xe này là xe nhập khẩu và cũng như HR-V, anh em sẽ không được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Anh em lưu ý cho em. Và tại thời điểm đầu tháng 10 này, về khuyến mại dành cho các phiên bản HR-V, anh em vẫn đang được giảm tiền mặt tối đa lên đến 50 triệu tùy từng phiên bản. Cũng không có gì thay đổi so với thời điểm tháng 9 vừa rồi. Và phần tiếp theo của video, em xin phép cập nhật lại cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng chi tiết của từng phiên bản HR-V để anh em tham khảo. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là HR-V bản G. Phiên bản này được rất nhiều anh em quan tâm. Về thông số kỹ thuật của xe, xe có chiều dài là 4.330, chiều rộng là 1.790 và chiều cao là 1.590mm. Xe sử dụng động cơ 1.5 lít kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 119 mã lực tại vòng tua 6.600 vòng trên phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp là khoảng 6,7 lít trên 100km theo điều kiện tiêu chuẩn. Trục cơ sở của xe là 2.610mm, khoảng dáng gầm là 19,6cm. Xe trang bị phanh đĩa cả 4 bánh kèm la răng hợp kim đúc 17 inch. Hệ thống hỗ trợ vận hành bao gồm có chế độ lái thể thao, lẫy chuyển số vô lăng, xe có khởi động bằng nút bấm. Về ngoại thất, cụm đèn pha dạng LED tích hợp cảm biến ánh sáng và tự động tắt theo thời gian. Có đèn daylight ban ngày dạng LED, đèn sương mù dạng LED, cụm đèn hậu dạng LED, gương chiếu bên ngoài, gập điện, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ. Về nội thất, xe trang bị ghế nỉ màu đen. Chỉnh cơ hàng ghế trước, hàng ghế sau được gập 3 chế độ, có chế độ gập phẳng hoàn toàn. Cụm đồng hồ trung tâm dạng cơ và có màn hình giải trí 8 inch kết nối điện thoại thông minh. Hệ thống âm thanh sẽ được trang bị 6 loa. Xe có tích hợp đèn nổ từ xa và chìa khóa. Và xe trang bị phanh tay điện tử cùng với giữ phanh tự động. Hệ thống điều hòa, xe được trang bị điều hòa tự động. Về hệ thống an toàn, xe được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing. Cụ thể đó là phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành. Và các tính năng an toàn cơ bản như là hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, chống bò cung phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, xe có camera lùi, có đèn cảnh báo phanh khẩn cấp, xe có khóa cửa tự động theo tốc độ, hệ thống túi khí, xe trang bị túi khí người lái và người ngồi kế bên, túi khí hàng ghế trước, xe có chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. Giá niêm yết của nhà máy là 699 triệu. Chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 10 của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội, anh em vẫn đang được hỗ trợ giảm 45 triệu tiền mặt, giá bán chỉ còn 654 triệu và cũng không có gì thay đổi so với tháng 9 vừa rồi. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh thì hỗ trợ giảm 35 triệu tiền mặt, giá bán là 664 triệu, cũng không có gì thay đổi so với tháng 9 cả. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em thêm một số những phụ kiện khác nữa. Với giá bán này, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật lại cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 760 triệu và trả góp thì cần trả trước 204 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 740 triệu, cần trả trước 184 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 726 triệu và cần trả trước 170 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 756 triệu và cần trả trước 191 triệu. Và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 736 triệu và cần trả trước 172 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay 85% là gói vay tối đa, tương đương với số tiền là 555 triệu.
trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,1 triệu. Tháng thứ 2 trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc HR-V bản RS. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất. Và khác biệt lớn nhất so với phiên bản G, đó là bản RS sử dụng động cơ 1.5 turbo, không phải là động cơ 1.5 thường như bản G nữa. Và động cơ 1.5 turbo này cho công suất cực đại là 174 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng trên phút. Xe có khoảng dáng gầm xe là 18,1cm. Và la răng thì xe được trang bị la răng 19 inch. Cụm đèn trước thì có thêm đèn chạy đuổi. Về nội thất thì xe được trang bị màn hình thông tin điện tử 7 inch. Ghế lái thì có chỉnh điện 8 hướng. Và nội thất thì là ghế da chỉ đỏ đặc trưng của bản RS. Xe được hỗ trợ hệ thống Honda Connect. Về hệ thống âm thanh, xe được trang bị 8 loa. Hệ thống điều hòa, xe được trang bị điều hòa tự động, hai vùng độc lập, còn bản G chỉ là một vùng thôi. Về hệ thống an toàn thì cũng như bản G, được trang bị đầy đủ gói an toàn chủ động Honda Sensing và có thêm chức năng, đó là camera hỗ trợ quan sát làn đường, anh em hay gọi là camera cặp lề. Có thêm hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên và túi khí thì có thêm túi khí rèm hai bên. Giá niêm yết là 871 triệu và chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 10 của hai cơ sở bên em sau. Cơ sở Hà Nội anh em vẫn đang được hỗ trợ giảm 50 triệu tiền mặt, giá bán là 821 triệu. Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh mức hỗ trợ giảm 45 triệu tiền mặt vẫn ổn định, giá bán cuối cùng là 836 triệu. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em thêm một số những phụ kiện cơ bản khác. Với giá bán này, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 947 triệu, cần trả trước 249 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 928 triệu, cần trả trước 230 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 910 triệu và cần trả trước 212 triệu. Biển Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 945 triệu và cần trả trước 234 triệu. Các tỉnh miền Nam thì sẽ là 925 triệu và cần trả trước 215 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là khoảng 697 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 11,4 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Anh em lưu ý, giá xe ra biển số 5 bánh của hai phiên bản HR-V em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí khác, đó là bảo hiểm thuật vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Hai khoản này em chưa kê vào chi phí lăn bánh ra biển số của các phiên bản đâu, anh em nhớ giúp em ạ. Và anh em mua trả thẳng thì hai khoản này không bắt buộc anh em, tùy vào nhu cầu. Và anh em lựa chọn màu đỏ hay là màu trắng thì giá xe sẽ cộng thêm 5 triệu. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Honda HR-V em cập nhật cho anh em. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.